Xin chào tất cả các bác. Hôm nay là em có một cái cây kiếm này, giới thiệu lên các bác là một cây lan kiếm vàng Thái Lan, bông hoa rất to và không được đặt mọi người gọi tên. Bởi kiếm Thái thì thường thì nếu không có tên ở bên Thái thì thường mọi người sẽ không đặt tên ở Việt Nam. Bởi vì chỉ kiếm rừng thì mình mới đặt tên thôi, kiếm Thái thì có tên của người ta. Những cây kiếm Thái này là một trong những cây mà em cảm nhận rằng bông hoa, cánh hoa bầu rất to và rất là đẹp. Và cây này là cây đột biến An 3, chứ nó không phải là như những cái cây Sermi. Sermi là ví dụ là lưỡi đỏ hay là thủy trơn cái thứ đấy, vị hoàng đấy. Đại loại kiểu dạng đó người ta gọi là Sermi bởi vì đột biến một nửa. Còn đây là đột biến toàn phần là vàng lưỡi trắng. Thì cái cây này em muốn giới thiệu đến mọi người thì bởi vì cái cây này nó là cái cây hoa rất đẹp và nó không có tên gọi, nên là mọi người hay gọi là cây này là cây không tên. Bởi vì tên kiếm không tên mà hoa nó dích dắc. Đấy, cây này không có tên thì mọi người gọi luôn nó là cây không tên, hoa dích dắc, cánh bầu rất đẹp. Thì để mà Thái Lan, ở bên Thái Lan ấy thì kiếm, dòng kiếm Thái thì nó rất là nhiều và rất là đa dạng. Có những cây kiếm Thái hoa vàng vàng lưỡi trắng như này mà người ta đã những cây mà người ta gieo hạt lai tạo với nhau ấy, thì là nó có rất là nhiều cây. Cây này thì em không chính xác được là nguồn gốc là rừng hay là hàng nhân mô hay hàng lai hay nào thì em không rõ, nhưng cây này là cái cây mà mình có thể nói là dễ nhận biết nhất trong dòng kiếm Thái, mà bởi vì hoa nó rất là đẹp, đập vào mắt luôn là mình có thể nhìn thấy và nhớ được nó ngay, bởi vì nó có những cái yếu tố rất đặc trưng, nên gọi cây này là cây kiếm không tên. Và nó là cây nguồn gốc xuất xứ Thái Lan, hoa rất là đẹp. Thì hôm nay em giới thiệu cho mọi người để mọi người biết về cái cây này, và cũng có thể là mọi người nên sưu tầm cây này. Nếu mà để nó kiếm đột biến là nên sưu tầm cây này, bởi vì cái dòng kiếm đột biến thì nó đắc quý, cái đột biến là quý rồi, nhưng mà khi mà nó là một cây hoa rất đẹp thì mọi người cũng nên sưu tầm. Cái này thì chia hoa thì đây mọi người nhìn tổng thể đây, mọi người cũng có thể biết chia hoa là nó không được đẹp, nó không được đều lắm. Bởi vì mình chơi những cái dòng lan kiếm này, địa lan này, thì mình cần phải chia hoa đẹp, thì mình nhìn tổng thể thì nó đẹp. Ví dụ như cây Phan Chí là chia hoa rất là tuyệt vời, chia hoa rất là đều mà nó ổn định. Còn cái cây này thì đây mọi người có thể nhìn thấy hai cần hoa, một cái cần bên này và một cần bên này là nó khác nhau, đúng không ạ? Cây này thì nó chia nó thưa hơn, cây bên này thì nó chia đều hơn. Thì để mà nói là một cái cây kiếm mà nó chia đều và ổn định ấy, thì là một cây rất đánh giá rất cao và nó rất đẹp. Cây này cần hoa rất là nhỏ nhưng bông rất là to. Và cái dấu hiệu nhận biết của nó thì là một cái cây thân lá kiếm Thái nhá. Thì em sẽ giới thiệu về thân lá về chút nữa, bởi vì cây nào em cũng đều nói rất là chi tiết về cái việc nhìn nhận về thân lá hoa của các loại cây mà khi em đã đăng lên đây để mọi người có tư liệu ấy. Thì mọi người có thể xem vào cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nhé. Thì là cái kênh đấy là tất cả những cái kênh, cái bông hoa mà em quay ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì là đều em nói của nó rất là chi tiết để thân lá mọi người đi mua không bị nhầm. Mấu chốt là em muốn có những cái tư liệu này để mọi người đi mua không bị nhầm. Thế nên là cái việc mà mua những cái cây lan kiếm này nhá, thì mọi người nên chú ý rằng là phải mua những cái, thứ nhất là không dùng ảnh hoa mượn. Có nghĩa là ví dụ cái cây của anh mà dùng ảnh hoa của em thì là đấy là anh chưa có hoa ở nhà anh. Anh chưa biết là cái độ phát triển nó và ra hoa như nào, cần hoa làm sao. Đấy là mượn hoa. Và cái nữa đó chính là cái mượn hoa ấy, thì người ta chỉ chụp một bông thôi. Và một bông nó rất là đẹp, hoặc là một cần hoa người ta chỉ để 3, 4 bông, 5 bông ấy, thì nó sẽ cánh bầu hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Thì cái này nó không phải xảy ra chỉ riêng kiếm mà phi điệp nó cũng rất nhiều. Thế nên mọi người nên nhìn nhận về một bông hoa là nó phải nhiều hoa. Một cái cây nó phải ra được nhiều hoa, hoặc một chùm hoa như cây kiếm này thế thôi là nó phải nhiều hoa. Chứ còn ví dụ như là những cái dòng khác mà chụp có một bông thì đương nhiên là bông đấy nó rất là đẹp, khẳng định luôn là như vậy. Bởi vì một bông bao giờ là cả một cái thân to như thế mà nó nuôi có một bông thì chắc chắn là bông rất đẹp. Nhưng mà để mà mình nhìn nhận ra thì mình cần phải nhìn nhận về tổng thể, từ trên xuống dưới, chia hoa. Và cái cánh của nó, nếu mà mình nhìn một cái cây mà nó nhiều bông mà cánh vẫn bầu đẹp thì nó là một cây có sự khác biệt lớn và rất đáng sưu tầm. Còn một cái cây mà cái quanh đi còn lại chỉ mượn hình ảnh với cả hoa chụp được có vài bông thì không giải quyết được.
Bởi vì vài bông, ví dụ như cây kiếm này mà anh chị chụp khoảng 5-6 bông ấy, một cần hoa dài 20 bông như cái cần này nhá, mà anh chị để chỉ 5 bông thôi thì đương nhiên là 5 bông đấy nó sẽ rất đẹp. 5 bông đấy nó sẽ rất đẹp. Thế nên là cái việc mình mua cây, mọi người nên chú ý rằng với những cái đơn vị mà chưa có hình ảnh hoa nở tại vườn, cái thứ nhất, cái thứ hai là ít bông ấy, là mình chú ý. Mua những cây đấy là mình chưa biết được. Bởi vì mua cây qua hình ảnh là em là đặc biệt là không bao giờ mua cây qua hình ảnh. Cây, và cái đặc biệt của em đó chính là không mua cây qua hình ảnh. Đấy nhất. Cái thứ hai là không mua cây khi mà có ít bông. Ví dụ chụp một cái cây kiếm hay là một cái cây phi điệp, cây nào cũng thế thôi, đại loại là cây lan, nó phải nhiều bông thì mới đánh giá được nếu mà mình chơi chi tiết. Bởi vì kiếm là chơi chi tiết và phi điệp là chơi chi tiết, nên tất cả những cái cây mà người ta nở vài bông hoặc chụp chỉ một bông thì các thứ thì em đánh giá nó thực sự là nó chưa cao ở cái bài phi điệp cây hồng thiên lôi ấy, hồng trái đánh ấy. Em nói rồi, cái cây đấy thực chất là cây nó có mắt nhưng mà cái bông đấy của em thì nó nở một bông thì nó lại không có mắt đấy, chả đấy mắt nó hồng hồng hết luôn, nó không có mắt phẩy như là cái cây hồng trái đánh kia, mắt nó nhìn biết luôn. Mà nhìn chung là với những người chơi gọi là chơi chi tiết sâu ấy thì nhìn cái biết ngay. Thế nên là việc nở một bông ấy với em là như cái bài trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em làm cái bài về cây hồng trái đánh ấy, thì là một bông là gần như là không giải quyết được, một vài bông là không giải quyết được, nhìn chung nó như vậy. Nhưng trừ khi nó là cây nở ổn định rồi, nó nở ổn định rồi và mùa nào nó cũng nở như thế, nó nhiều bông nó vẫn vậy và ít bông nó cũng vậy, thì mình có thể nói là nở nhiều lần rồi mà nó ok ấy, và nhiều hoa ấy, thì ok thì được. Nhưng cái việc là nở một bông mà nó chỉ nở một hai lần thì tốt nhất là mọi người nên chú ý. Thôi để không mất thời gian của các anh chị nữa, em sẽ giới thiệu và phân tích chi tiết hơn về cái cây kiếm này. Cây kiếm này thì nó là cây kiếm Thái và thân lá zigzag, thân hoa zigzag. Quên, mọi người nhìn cái mầm nhé, tất cả những cây ăn ba là mầm xanh sạch, mầm xanh sạch. Mầm xanh sạch chúng ta nói đến đó chính là cái mầm này. Đây này, cái đuôi lá nó xanh sạch, nó không bị ám, cái mầm. Mọi người chú ý, cái mầm luôn luôn xanh sạch. Và cái dáng lá của cái cây này thì nó là dòng lá nhỏ. Cái mặt lá của nó chỉ được tầm khoảng 2-3cm thôi. Nhưng lá to sẽ được 3cm, có thể hơn. Thì đấy phụ thuộc vào cái việc là mình nuôi nhiều nắng ấy. Càng nhiều nắng lá càng to, cho ăn nhiều phân thì lá càng dày và to. Đấy, còn bắt buộc là phải nhiều nắng thì lá mới to, chứ còn ít nắng thì lá luôn luôn dài và nhỏ. Lá nhiều nắng thì lá sẽ cứng hơn và lá sẽ dày hơn rất nhiều. Lá của nó thì rộng khoảng từ 2-3cm, có thể là hơn 3cm nhá các bác nhá. Hơn 3cm có thể là sẽ là 3.5-4cm, nhưng đấy là mình chăm. Nhưng còn cái cây của em đây thực tế nó như này. Đấy, thì cái cây này, cái dáng củ của nó ấy, thì mọi người chú ý cái dáng củ này. Cái dáng củ này của nó là hình bầu dục, nó nhọn lên trên. Đây này, mọi người nhìn này, nó nhọn lên trên, chứ nó không như kiếm Huế. Hai cái lá này khép vào nhau, hai cái lá ở trên thân giữa nó khép vào nhau này. Mà không phải chỉ một thân nhá, nó sẽ nhiều thân. Đây này, bởi vì em quay mọi người cần phải chú ý đây này. Đấy, củ bên này cũng thế, hai cái lá trên đỉnh nó khép sát vào nhau. Nó không như là cái cây kiếm khác. Và cái củ hình bầu dục của nó, bởi vì đây, cái dáng củ này mọi người nhớ dáng củ nhé. Củ nó khá tròn nhưng mà nó vẫn là dạng bầu dục, dạng dài ấy, củ dài ấy, củ dài như kiểu là dòng Đài Loan ấy. Đấy, dòng Đài Loan nó là dạng củ dài như này. Nên cây này là cây kiếm nguồn gốc đấy, mua ở Thái Lan về. Và cây này thì không có tên, gọi là kiếm không tên. Thân lá xanh sạch, cái dáng củ như này, mọi người chú ý dáng củ nhé. Dáng củ mọi người nhớ, phải nhớ cái lá của nó xanh sạch ấy, nhưng mà những cái đốm này là do cái bệnh dì sắt hoặc là cái bệnh gì đó. Nhưng em đã ok rồi, xước, đại loại là đã ok hết bệnh tật. Và đến những cái thân lá thì để mà nhận diện thân lá mà nhìn được cây ấy, thì rất khó. Thế nên em luôn muốn nói là cái cây nở hoa thì đây là cái bông hoa của nó. Thứ nhất là em muốn nói về tổng thể cây này, cần hoa rất nhỏ, hoa zigzag. Cần hoa zigzag đây này, mọi người chú ý này, cần hoa rất là zigzag, năm nào nó cũng zigzag như thế, lúc nào luôn luôn zigzag, cần bên này cũng thế. Và cái chia hoa của nó thì không đều, chia hoa nó không ổn định các bác nhá. Cần bên này thì chia hoa nó rất là dày đúng không ạ, mọi người có thể nhìn thấy. Cần bên này thì chia hoa rất dày, nhưng cần bên này thì chia nó thưa hơn, bởi vì nó to dài hơn thì nó khỏe hơn, thì nó dài ra, dài thì nó chia thưa
thưa hơn, chứ nó không như như những cái dòng kiếm Huế Phan Chí của mình thì chia nó sẽ khác. Ví dụ kiếm Huế Phan Chí thì nó chia nó rất là đều, dù cần ngắn hay cần dài nó đều chia rất đều. Đấy thì là những cái cây nổi bật về cái sự chia hoa. Hoặc cái bảo lan chẳng hạn thế. Đây là nó có nhiều cây chia hoa đẹp. Thì cây này nó chia hoa rất là thưa và chia hoa không đều. Là thứ nhất, thân dích dắc, chia hoa không đều. Cái thứ hai đó chính là cây này là cái những cái bông của nó là vai xuôi, những cánh rất to. Vai xuôi. Coi nhá, nhưng bông đầu vai xuôi, bông dưới này thì nó sẽ là vai nó sẽ cao hơn tí. Vai hoa có nghĩa là đây này, hai cánh dưới này nó ngang hơn, bông dưới này ngang hơn bông trên đúng không ạ? Bông trên này nó xuôi hơn, vai xuôi hơn, còn cây này thì cánh nó ngang hơn. Đấy, thì cái bông này nó cũng giống cây Quảng Bình, trông nó cũng giống thật. Nhưng mà cái cây Quảng Bình thì nhìn chung là nó thân lá nó khác mà. Chúng ta nói về hoa thì vẫn phải nói về thân lá. Nhưng để mà nói nhìn thân lá biết cây nào thì rất khó. Trừ một số cây nó có đặc trưng riêng và dễ nhận diện. Chứ còn những cây khó nhận diện như này thì mọi người tốt nhất là chỉ nên mua của những người đã có hoa rồi ấy, sưu tầm như vậy. Thì mọi người chú ý, hoa của cái cây này nhá, khi những cái bông nó nở về lâu nó sẽ hai cái cánh đài ở trong ấy, hai cái hoa trong này thì nó sẽ khum vào nhau, xéo vào nhau như này, không phải một bông ấy, nhiều bông, bông nào nó cũng thế. Cần hoa rích rắc và bông nào nó cũng thế, gần như là như vậy, hai bông này khum vào nhau. Còn khi nó mới có nó và nó chéo lên ấy, mọi người nhìn nhá, nó chéo nó trên kiểu dạng chữ Y này này, hai cái cánh hoa trên ấy kiểu dạng chữ Y này. Đấy. Nhưng mà có một số bông là nó sẽ vẫn mở, nhưng mà nó tùy. Đây này. Đấy, như bông này cánh mở rất đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà không phải bông nào nó cũng mở thế. Có bông thì nó mở, có bông thì nó hai cánh, nhưng mà chủ yếu là hai cánh đấy nó khum vào nhau. Và nó dựng lên như này, khum vào nhau này. Hai cánh hoa này nhá. Hai cánh hoa ở trong ấy. Đấy mọi người chú ý. Đây như bông này là bông nó nở lâu rồi. Độ hoa cái này thì nó như cái bông này là nó nở khoảng 5 ngày rồi. Đấy, thì cái đặc điểm nhận dạng của nó đó chính là hoa rích rắc và hai cánh khum vào nhau. Cái này thì là một trong những bông kiếm Thái mà em quả bông rất to, cánh rất bầu, hoa cũng dài nhưng chia hoa xấu thôi. Và cái bông hai cánh đài trong của nó chưa được mở. Còn nếu cái này nó mà được mở thì nó sẽ rất là đẹp. Bởi vì kiếm Thái thì mọi người không đặt tên nên là cây này thì cứ gọi là không tên thôi. Bởi vì nó không tên mà. Cứ gọi kiếm không tên, hoa rích rắc, hai cánh đài khum. Cái này cây kiếm vàng, hoa rất là đẹp. Mà em thấy là cây kiếm này so với những cái cây mình chơi lan ấy thì mình nên chọn những cái đẹp. Thì đương nhiên là những cái cây đột biến An Ba như cây ở phía Nam mình, đó chính là cây xanh Huế, là một trong những cây rất đẹp. Nhưng mà thân lá nó đẹp hơn cây này rất nhiều. Nếu mà để nói chấm điểm thì cây đấy thân lá củ to, lá ngắn, đẹp. Nếu nuôi nhiều nắng như cây Thái này thì nó không thể ngắn bằng cái cây kiếm Việt mình được. Thì cái vấn đề đó chính là hai cây cùng là cây An Ba, nhưng cây này nó cũng là cây rất đẹp, nhưng giá trị thì nó thấp hơn cây đấy, cây Huế rất là nhiều. Nên là mọi người cũng có thể sưu tầm được. Bởi vì cây này bông rất to và nó giữ form hoa, nó giữ khuôn, cánh nó không bị quăn. Mọi người có thể thấy những cái cây về này, cánh này nó đã có những cái chấm để tàn đến nơi rồi, chấm kiểu bị hoa nó kém rồi. Nhưng mà cái bộ khuôn nó vẫn giữ y nguyên, không hề thay đổi một chút nào. Cánh không bị quăn. Còn nhiều cây kiếm thì kiếm Thái cánh khi mà mới nở nó to này, cánh bầu này, nhưng nó quăn lại kiểu quăn kiểu dạng vỏ đỗ ấy, thì nó nhỏ hơn. Nhưng cây này thì là một trong những cây kiếm Thái mà em cảm nhận là nó là một cây rất đẹp. Và mọi người nó gọi nó là cây kiếm không tên. Hoa đẹp, hoa rất đẹp, nhưng mà là cây kiếm không tên. Mọi người có thể chú ý và đi sưu tầm những cây lan kiếm đẹp. Chứ còn những cây kiếm Thái mà nó thực sự là nó không có sự nhận diện cao ấy, hoặc là những cái cây phi điểm thế thôi, cây nào không có sự nhận diện cao ấy là em cho nó về một loại hết. Bởi vì nếu như mà gọi nhiều loại khác nhau ấy, thì thực ra là để mà mình muốn nó nhiều tên khác nhau ấy, kiếm Thái thế, kiếm rừng thế thôi, cây nào cũng thế thôi, nó phải có sự khác biệt. Và khác biệt là như người mới chơi, như các anh chị mà mới chơi mới tìm hiểu ấy, thì phải có sự khác biệt rõ thì mình mới nhìn nhận ra được. Nhưng mà chỉ là ví dụ như là chỉ là cái việc đó là lá khuyết hay là lá dài lá ngắn thì nó không nói lên điều gì cả. Lá to lá nhỏ, thân to thân nhỏ không nói lên điều gì. Bởi vì nhiều nắng thì nuôi thân sẽ to, lá ngắn to củ to. Nhưng mà lá mà nuôi trong cái điều kiện là nhà mát ấy, thì cái việc là lá dài và lá bé là chuyện bình thường. Thế nên là dù có cho ăn phân bón ở đâu, thế nên là mọi người chú ý những cái mà nó sự nhận diện nó quá thấp ấy,
thì tốt nhất là không nên mua. Nhưng còn cây không tên này là một trong những cây khá là đáng sưu tầm, bởi bông hoa của nó nhìn cái là mình có thể nhận ra ngay, thân nhìn hoa cái là mình nhận ra ngay, cánh nó rất bầu to, to có thể là to hơn cây xanh Huế luôn. Nếu như em nhìn ở đây thì nó to hơn cây xanh Huế rất nhiều. Cái cánh hoa, cái độ cánh bầu nhá, chứ không phải là sai hoa, có nghĩa là không phải là cái form hoa nó to đến to nhỏ như nào, sai hoa, mà là cái cánh của nó bầu hơn. Cái cánh của cái cây này rất bầu và rất to, nhìn cái là mình nhận ra ngay, cánh bầu to và thân hoa rích rắc, mọi người chú ý. Thì em cũng có giới thiệu tất cả những cái cây nào mà em cảm thấy là có sự khác biệt lớn trên cái cây hoa, không mình chúng ta không nhận ra từ thân lá thì chúng ta có thể nhận ra từ bông hoa ấy. Nhìn cái thì nhận ra ngay, thì anh chị nên sưu tầm những cái giống đó. Còn những cái giống mà nó quá mập mờ, ví dụ là những cái cây ngày trước ấy, thì nó có những cây kiếm, ví dụ như là Hoàng Long Phan Chí chẳng hạn, hay là Sư Phụ, nó là ba cây kiếm vẫn là một cây đấy. Đấy thì ba cái đấy là nó không sẽ khác biệt nhau, thì mọi người đã cho nó gọi một cái tên rất là hay, đó chính là Hoàng Phan Sư hoặc là Phan Chí. Bởi vì gọi nhiều tên nó sẽ bị loạn, và những cái tên mới thì bao giờ nó sẽ đắt hơn. Dù cái điệp hay là kiếm, hoặc là cây tứ quảng huệ thì nó thì mọi người bây giờ gọi chung là cây Huế, có nghĩa là cây xanh Huế tứ thời và Quảng Bình thì là mọi người đã gọi chung về một tên rồi. Thế nên là những cái cây mà nó có sự khác biệt lớn, ví dụ như cây này hoặc là những cái cây có sự khác biệt lớn, thì mọi người có thể sưu tầm và tìm hiểu. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em, thì mong rằng là em sẽ có thể là làm được những video tốt hơn và có những hình ảnh chi tiết hơn để mọi người cùng xem. Thì mọi người có thể xem đồng thời trên website của em, bởi vì bọn em khá là đầy đủ trên đấy. Mọi người có thể chú ý, nếu như muốn mua bán có thể liên hệ, hoặc là liên hệ bên nào cũng được, miễn là quan trọng là chuẩn cây, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào những video khác, vào những dịp gần nhất. Cảm ơn anh chị, xin chào mọi người.